Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Mời các bạn nghe tiếp phần 2 của truyện ngắn Người Con Dâu. Còn nhớ năm đó, sau khi làng Trần Kiều của chồng nàng bị chiếm đóng, một đêm quân du kích mở một cuộc đột kích và giết được hơn 10 tên Nhật. Quân Nhật giận điên cuồng và đốt cả làng. Con ở của nhà An Phúc ban đêm dậy đi cầu, trông thấy lửa cháy từ vựa lúa và la hét đánh thức cả nhà dậy. Mặc dù không có đàn ông trong nhà, nhưng rất may mắn, Thôi Mẫn là một người con gái sinh trưởng từ một làng trên núi. Nàng nửa cõng nửa kéo lê cha mẹ chồng ra cổng trước từng người một. Rồi với sự trợ giúp của con gái, con ở và người đầy tớ già, đã lấy được một số quần áo và nữ trang. Đêm đó, họ thực là vất vả, đi bộ sang làng Lưu Thôn để ở nhờ nhà người chị chồng, Lưu Nhị Nương. Làng Lưu Thôn cũng đã nằm trong tay quân địch rồi. Khi quân Nhật xâm chiếm làng, Lưu Trường Khanh tụ họp một số bâu lão trong làng tại chợ để đón chào quân Nhật. Mặc dù đàn bà phải nấp trốn hoặc cải trang sợ quân Nhật trông thấy. Hồi còn trẻ, Lưu Trường Khanh là một người không làm nên trò trống gì. Mẹ hắn không dạy dỗ được, để hắn đi theo một vài người làng đến những hải cảng kiếm ăn. Hắn bỏ làng đi được 20 năm. Khi chiến tranh Trung Nhật xảy ra, hắn ở đâu trở về làng và ra vẻ là một tay có tiền bạc. Hết ngày này sang ngày khác, hắn la cà trong làng, miệng ngậm điếu thuốc lá, áo không cài khuy và tay chống nạnh. Mọi người trong làng đều tránh né. Rồi khi quân Nhật tiến vào làng, hắn lợi dụng biết bập bẹ vài tiếng Nhật và lập tức trở thành một người quan trọng. Hắn đi từng nhà quyên thu thực phẩm, rượu và lụa để dâng cho quân Nhật. Quân Nhật rất hài lòng và phong hắn làm xã trưởng. Với một điếu thuốc lá gắn vào khóe miệng, tay chống nạnh, hắn thường xông vào nhà người ta không cần báo trước, bất cứ lúc nào hắn nổi hứng. Khi bực mình thì hắn thường trợn mắt lên khi nói chuyện. Chị chồng của Thôi Mẫn là Nghĩa Phần kết hôn với Lưu Thế Sương, đệ nhị chủ nhân trong dinh cơ nhà họ Lưu. Đây là dòng họ Lưu danh giá nhất trong làng Lưu Thôn. Mặc dù Lưu Thế Sương đã chết vài năm rồi, nhưng dòng họ này vẫn còn giàu thịnh. Trước kia một người như Lưu Trường Khanh mà lần mò bước qua cổng nhà họ Lưu thì đầy tớ sẽ không do dự cầm gậy đuổi hắn ra như là đuổi một con chó. Tuy nhiên, kể từ khi hắn làm xã trưởng, hắn đã xông vào nhà họ Lưu vài lần và ở lại dùng cơm tối. Nghĩa Phần phải ra lệnh cho mụ đầy tớ Trương Tẩu hâm rượu cho hắn uống. Sau khi Thôi Mẫn dọn đến đây, Lưu Trường Khanh viếng thăm nhà họ Lưu thường hơn. Mỗi khi trông thấy nàng, mắt hắn dán chặt vào thân thể của nàng. Hắn đi theo nàng như một con chó và gọi nàng là Trần Đại Tẩu. Sau khi hắn đi về rồi, mẹ chồng nàng chĩa cái que lửa vào mặt nàng và nói: "Chồng cô không có nhà phải biết tự trọng, tên đó là giống đều cáng lưu manh, có cái gì đê tiện mà nó không dám làm. Cô có cần phải lắc lư cái mông nhiều như thế không? Khi nói chuyện với nó, cô có cần phải mỉm cười như thế không? Sao cô có thể cư xử rẻ tiền như thế chứ, trong khi chính cô sắp sửa thành mẹ chồng rồi đấy." Nàng khẽ rùng mình khi nghĩ tới đó, rồi trở về ngay với thực tại. Bây giờ thì Lưu Trường Khanh, điếu thuốc lá đong đưa trên khóe mép, tay chống nạnh, tròm lông ngực lấp lánh trong ánh mặt trời, mê mẩn nhìn mặt nàng. Nàng vội vàng nhìn đi chỗ khác và cúi đầu xuống. Trong lúc hoảng hốt, nàng không tìm thấy chiếc kim thêu và ngồi xuống sàn nhà để tìm kiếm. Bỗng một cái bóng phủ lên sàn nhà bằng gỗ, nàng ngẩng lên, mắt nàng bắt gặp cái nhìn cú vọ của Lưu Trường Khanh. Hắn đã bước vào cửa, đôi mắt hắn lòng trắng nhiều hơn lòng đen, chuyển từ mặt nàng xuống cổ và ngực nàng. Miệng hắn lập tức há ra và điếu thuốc lá rơi xuống đất. Một tay che ngực, một tay chống lên chiếc bàn thêu để đứng dậy. Thôi Mẫn nói: "Lưu xã trưởng, sao không ở nhà ngủ trưa giữa lúc nóng nực thế này?" Hắn cười khẩy: "Trần Đại Tẩu ơi, tôi thèm muốn Đại Tẩu nhiều đến nỗi tôi không thể ngủ được." "Xã trưởng chỉ thích nói đùa thôi, à xin mời ngồi, tôi đi tìm đầy tớ bưng trà mời xã trưởng." Nàng vô ý để lòng bàn tay đụng phải chiếc kim trên bàn thêu,
nàng bật kêu lên và lấy tay kia xoa bóp chỗ bị thương. Chiếc áo của nàng bật mở ra. Lưu Trường Khanh bước vội vào, nắm lấy cổ tay nàng và đưa bàn tay nàng ra ánh sáng. Để tôi coi có đau không. Tôi sẽ chữa cho đại tẩu, tôi đảm bảo sẽ hết ngay. Hắn xòe tay nàng thẳng ra, áp vào ngực hắn, để cho lòng bàn tay của nàng cảm thấy da thịt nóng hổi và đám lông rậm cứng của hắn. Một cơn rùng mình chạy khắp cơ thể nàng. Nàng vùng vẫy, nàng không còn hơi sức nữa, nhưng vẫn tiếp tục vùng vẫy. Lưu xã trưởng, làm ơn buông tôi ra, nếu có ai trông thấy thì làm sao tôi sống được. Ai có thể thấy chúng mình chứ? Lão già, bố chồng nàng và mụ già, cả hai đều đang ngủ trưa rồi. Nghĩa phần chị chồng nàng đã sang nhà Tam gia chơi mạt chược, và con gái của nàng thì đang đi chơi ở làng bên cạnh. Ai có thể trông thấy chúng mình chứ? Hắn nhoài người qua cái bàn thêu và nói tiếp: Trần đại tẩu, kể từ khi nàng tới làng này, tôi không có được một đêm ngủ ngon giấc. Chồng nàng thực là đuôi mù, để cho một người như nàng ở lại nhà để ôm gối một mình hết đêm này tới đêm khác. Tôi biết tôi có thể nói nàng không ghét tôi. Thú thật đi, lời đoán của tôi đúng không? Lưu xã trưởng nói chuyện gì thế này? Hãy gọi tôi là đại ca Trường Khanh. Chuyện gì hả? À, dĩ nhiên là chuyện tâm tình. Trần đại tẩu ơi, hôm nay tôi tới đây đặc biệt là vì nàng đấy. Cuối cùng thì Thôi Mẫn tập trung được đôi chút sức mạnh và rút được tay nàng ra. Nàng đẩy chiếc ghế về sau và quay lưng bỏ đi. Từ phía sau, Lưu Trường Khanh ôm chặt lấy bụng nàng. Hai tay đưa lần lên trên, 10 ngón tay của hắn nắm chặt lấy hai bầu vú chắc nịch của nàng. Hơi thở nóng từ mũi hắn, mùi thuốc lá từ cái miệng há hốc của hắn làm nhột gáy nàng và chặn lại trong ngực nàng. Nàng không thể thở được, nàng cũng không thể lên tiếng cầu cứu được. Bị ôm cứng như thế, nàng bị lôi qua cái sân sau vào một hành lang, đi về phía tây, lên lầu và vào trong một căn phòng. Trước kia đây là phòng đọc sách của nhị gia, nơi ông ta thường hút thuốc phiện, tính toán sổ sách. Sau khi ông ta chết rồi, căn phòng này không còn dùng làm gì nữa. Mặc dù ở góc phòng có một vài cái giường và một vài món đồ dùng trong nhà, nhưng cái giường vẫn còn đó. Vào lúc còn hòa bình, căn phòng này cũng rất hữu dụng khi nhà có khách phương xa. Cách đây ít lâu, khi Lưu Trường Khanh tới nhà yêu cầu cung cấp một số then cửa để gửi cho bộ chủ huy Nhật, hắn đã lên căn phòng này cùng với mụ đầy tớ Trương Tẩu để tìm tòi. Kể từ đó, hắn không quên căn phòng. Sau khi đã vào phòng, hắn lấy chân đá cho cửa đóng sập lại. Căn phòng nóng nực như chứa 10 nồi nước đun sôi vậy. Lưu Trường Khanh đẩy Thôi Mẫn vào giữa phòng, buông nàng ra và quay người nàng lại. Trước khi Thôi Mẫn mở miệng lên kêu thì hắn đã gắn chặt miệng hắn lên miệng nàng, trong khi ngón tay của hắn lần mò cởi khuy áo của nàng. Không thể kiên nhẫn được, hắn nắm cổ áo của nàng và giật xé toang ra. Xé chiếc áo ngắn tay thì chẳng khó khăn gì. Ngay khi trông thấy bộ ngực trắng ngần mịn như lụa và hai đầu vú nhô lên, hắn bật lên một tiếng kêu khoái trá khàn khàn. Quẳng nàng lên chiếc giường đan bằng tre, rồi hắn lúc hôn, lúc liếm, lúc mút khắp thân thể của nàng. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, Thôi Mẫn lờ mờ thấy rằng chiếc giường bằng tre rất là nảy. Mỗi lần Lưu Trường Khanh đè mạnh nàng xuống thì cái giường lại nảy lên. Nó gây cho nàng cái cảm giác bồng bềnh trong một con thuyền. Nàng cảm thấy chóng mặt, và để giữ vững, nàng phải bám chặt vào vai hắn. Hắn thở hổn hển, phả hơi nóng vào mặt nàng. Nàng phải nhắm mắt lại. Khi nàng nhắm mắt lại, tâm trí nàng quay trở về giữa tháng 7 năm trước, khi chồng nàng bất thình lình về nhà. Lúc đó trời cũng nóng như thế này. Căn phòng nóng đến nỗi nàng cảm thấy đang ở trong một cái máy hơi nước, và hoang mang lẫn lộn giữa năm nay và năm trước. Thân thể nàng ướt đẫm mồ hôi. Khi người hắn nằm đè lên người nàng, cả hai thân thể đều trơn ướt đến nỗi nàng phải ôm hắn chặt hơn nữa. Tôi đã nói mà, nàng cũng thèm muốn tôi phải không? Tôi có thể nói rằng nàng thèm thuồng lắm. Trong lúc hắn thều thào ra những lời ấy, dòng nước dãi từ miệng hắn chảy xuống mặt nàng, rồi chảy vào miệng nàng. Một cơn rùng mình khắp người nàng,
rồi nàng nằm như tê liệt, rồi nàng chậm chạp mở mắt, và đau đớn trông thấy rõ ràng người đang nằm trên nàng không phải là An Phúc. Nàng muốn kêu lên, nhưng tất cả hơi sức trong người nàng dường như đã khô cạn. Nàng nằm đó, người mềm nhũn và đuối sức, hai tay ôm mặt. Lưu Trường Khanh bò xuống, thuốc lá và diêm quẹt trong túi áo hắn đổ tung tóe trên giường và sàn nhà. Hắn nhặt một điếu thuốc lên, gắn vào khóe miệng và tìm một cây diêm trên sàn nhà. Khi điếu thuốc cháy, căn phòng dường như nóng hơn. Hắn thắt dây lưng quần và lẩm bẩm, mẹ ôi, nóng như địa ngục. Hắn nhặt thuốc lá trên giường và sàn nhà, rồi bỏ vào một hộp thuốc lá. Với cử chỉ lạnh lùng, hắn lay cái người nằm bất động trên giường và hỏi, Trần Đại Tẩu, thế nào, tôi có sánh bằng chồng nàng không? Tôi đi đây, nàng nên mặc quần áo vào không thì cảm lạnh đấy. Thôi Mẫn chống khuỷu tay lên giường để ngồi dậy. Gắn điếu thuốc lá lên miệng, hắn khoan thai bước ra khỏi cửa, không thèm khép cánh cửa sau lưng hắn. Lúc này đây, nàng cảm thấy quá ê chề. Căn phòng có vẻ nóng hơn trước, nhưng Thôi Mẫn cảm thấy lạnh. Cơn lạnh đến từ giữa bàn chân, từ hai chân và từ cái bụng trần của nàng. Nàng gượng ngồi dậy, nhặt quần áo lót bên cạnh giường. Nàng bị lột trần truồng, trừ đôi giày. Chiếc áo lót ngắn tay và chiếc áo ngoài màu xám rách toang đến nỗi nàng không thể mặc vào được nữa. Vào lúc trời nóng, nàng không thích mặc áo nịt bên trong bó chặt lấy ngực như đàn bà trong làng. Vì thế chồng nàng mua áo nịt ngắn tay làm bằng lụa từ Thượng Hải. Áo ấy mặc mát và mịn và không bao giờ dính vào người. Trừ việc không thể nào đem nàng theo đến Thượng Hải, An Phúc làm tất cả mọi việc để giúp nàng thoải mái và hạnh phúc. An Phúc, nàng ngồi xẹp trên sàn nhà, lượm mớ áo rách và ôm vào mặt. Hỡi trời xanh, làm sao nàng có thể nhìn chồng được nữa? Nàng thà chết đi, thân thể nàng đã bị một tên bất lương làm ô uế, làm sao nàng có thể để cho chồng đụng tới được nữa? Nàng cuốn chiếc áo rách thành một sợi dây thừng, đứng lên, mắt đăm đăm tìm kiếm một chỗ nàng có thể treo cổ tự tử. Cái đà gỗ ngang thì cao quá và không có cột giường. Nàng rón rén lại gần cửa, tay nắm chặt sợi dây thừng. Nàng nhớ rằng có một cái đà ngang ở cầu thang. Chợt một bóng người thoáng qua cửa. Thôi Mẫn đứng dừng lại, ấn chặt sợi dây thừng vào ngực và bật kêu lên một tiếng. Con ở lên tiếng, con đây thưa bà. Bộ mặt bẹt, hình trái bí ngô của con ở thò hẳn vào phòng. Mắt nó nhìn chằm chặp vào phần thân thể còn để trần của Thôi Mẫn. Lão bà đang tìm kiếm bà đấy ạ. Thôi Mẫn lạnh run người và ấn mạnh chiếc áo rách vào bộ ngực trần. Hai mắt con ở nhìn thân thể nàng, rồi nhìn mớ tóc rối bời của nàng, rồi tới cái áo ngoài màu xám trên sàn nhà, rồi nhìn đến cái giường. Thưa bà, mau lên, chạy về phòng tao và lấy cho ta một cái áo ngoài đi, nhanh nhanh. Con ở đi chừng nửa giờ. Thôi Mẫn bồn chồn cắn môi, thực là con ngu đần đi lấy cái áo mà lâu thế. Khi con ở trở lại, nàng trách mắng nó chậm chạp. Dạ không phải lỗi con đâu ạ, thưa bà. Lão bà chặn con lại và hỏi con, có tìm thấy bà không, con nói. Thôi Mẫn giật chiếc áo, nhưng nàng run quá, không thể mặc áo được, nàng hỏi, mày nói gì? Con nói, con đi khắp nơi tìm bà, tới nhà tam gia, tới cửa sau, tới ngoài ao. Khi con đi từ cửa sau vào, con đụng phải Lưu xã trưởng. Thôi Mẫn muốn đánh con nhỏ, nhưng cánh tay run rẩy của nàng mắc kẹt trong ống tay áo và không thể thò tay vào được. Đồ ngu xuẩn, ai bảo mày nhắc lại tất cả như thế, mày có điên không? Nửa bối rối, nửa sợ hãi, con ở nhìn xuống chân và nói, bà không cấm con nhắc lại như thế. Thế lão bà nói gì? Lão bà không nói gì một lúc lâu, rồi bảo con đi tìm lão ông và nhị nương tại nhà tam gia. Nhị nương không thể tìm người thay chân tại bàn mạt chuộc nên không trở về, nhưng lão ông đã về rồi, bây giờ hai người đang nói chuyện trong phòng. Bố mẹ chồng của Thôi Mẫn đã biết chuyện, với tính khí của hai người ấy chắc chắn sẽ không để nàng yên. Chuyện gì sẽ xảy ra với Thôi Mẫn, mời các bạn đón nghe tiếp phần sau nhé.
vẫn lờ mờ thấy rằng chiếc giường bằng tre rất là nảy. Mỗi lần Lưu Trường Khanh đè mạnh nàng xuống thì cái giường lại nảy lên. Nó gây cho nàng cái cảm giác bồng bềnh trong một con thuyền. Nàng cảm thấy chóng mặt, và để giữ vững, nàng phải bám chặt vào vai hắn. Hắn thở hổn hển, phả hơi nóng vào mặt nàng. Nàng phải nhắm mắt lại. Khi nàng nhắm mắt lại, tâm trí nàng quay trở về giữa tháng 7 năm trước, khi chồng nàng bất thình lình về nhà. Lúc đó trời cũng nóng như thế này. Căn phòng nóng đến nỗi nàng cảm thấy đang ở trong một cái máy hơi nước, và hoang mang lẫn lộn giữa năm nay và năm trước. Thân thể nàng ướt đẫm mồ hôi. Khi người hắn nằm đè lên người nàng, cả hai thân thể đều trơn ướt đến nỗi nàng phải ôm hắn chặt hơn nữa. Tôi đã nói mà, nàng cũng thèm muốn tôi phải không? Tôi có thể nói rằng nàng thèm thuồng lắm. Trong lúc hắn thều thào ra những lời ấy, dòng nước dãi từ miệng hắn chảy xuống mặt nàng, rồi chảy vào miệng nàng. Một cơn rùng mình khắp người nàng, rồi nàng nằm như tê liệt, rồi nàng chậm chạp mở mắt, và đau đớn trông thấy rõ ràng người đang nằm trên nàng không phải là An Phúc. Nàng muốn kêu lên, nhưng tất cả hơi sức trong người nàng dường như đã khô cạn. Nàng nằm đó, người mềm nhũn và đuối sức, hai tay ôm mặt. Lưu Trường Khanh bò xuống, thuốc lá và diêm quẹt trong túi áo hắn đổ tung tóe trên giường và sàn nhà. Hắn nhặt một điếu thuốc lên, gắn vào khóe miệng và tìm một cây diêm trên sàn nhà. Khi điếu thuốc cháy, căn phòng dường như nóng hơn. Hắn thắt dây lưng quần và lẩm bẩm: "Mẹ ơi, nóng như địa ngục." Hắn nhặt thuốc lá trên giường và sàn nhà, rồi bỏ vào một hộp thuốc lá. Với cử chỉ lạnh lùng, hắn lay cái người nằm bất động trên giường và hỏi: "Trần Đại Tẩu, thế nào, tôi có sánh bằng chồng nàng không? Tôi đi đây, nàng nên mặc quần áo vào không thì cảm lạnh đấy." Thôi Mẫn chống khuỷu tay lên giường để ngồi dậy. Gắn điếu thuốc lá lên miệng, hắn khoan thai bước ra khỏi cửa, không thèm khép cánh cửa sau lưng hắn. Lúc này đây, nàng cảm thấy quá ê chề. Căn phòng có vẻ nóng hơn trước, nhưng Thôi Mẫn cảm thấy lạnh. Cơn lạnh đến từ giữa bàn chân, từ hai chân và từ cái bụng trần của nàng. Nàng gượng ngồi dậy, nhặt quần áo lót bên cạnh giường. Nàng bị lột trần truồng, trừ đôi giày. Chiếc áo lót ngắn tay và chiếc áo ngoài màu xám rách toang đến nỗi nàng không thể mặc vào được nữa. Vào lúc trời nóng, nàng không thích mặc áo nịt bên trong bó chặt lấy ngực như đàn bà trong làng. Vì thế chồng nàng mua áo nịt ngắn tay làm bằng lụa từ Thượng Hải. Áo ấy mặc mát và mịn và không bao giờ dính vào người. Trừ việc không thể nào đem nàng theo đến Thượng Hải, An Phúc làm tất cả mọi việc để giúp nàng thoải mái và hạnh phúc. An Phúc, nàng ngồi xẹp trên sàn nhà, lượm mớ áo rách và ôm vào mặt. Hỡi trời xanh, làm sao nàng có thể nhìn chồng được nữa? Nàng thà chết đi. Thân thể nàng đã bị một tên bất lương làm ô uế, làm sao nàng có thể để cho chồng đụng tới được nữa? Nàng cuốn chiếc áo rách thành một sợi dây thừng, đứng lên, mắt đăm đăm tìm kiếm một chỗ nàng có thể treo cổ tự tử. Cái đà gỗ ngang thì cao quá và không có cột giường. Nàng rón rén lại gần cửa, tay nắm chặt sợi dây thừng. Nàng nhớ rằng có một cái đà ngang ở cầu thang. Chợt một bóng người thoáng qua cửa. Thôi Mẫn đứng dừng lại, ấn chặt sợi dây thừng vào ngực và bật kêu lên một tiếng. "Con ở!" lên tiếng. "Con đây thưa bà." Bộ mặt bẹt, hình trái bí ngô của con ở thò hẳn vào phòng. Mắt nó nhìn chằm chặp vào phần thân thể còn để trần của Thôi Mẫn. "Lão bà đang tìm kiếm bà đấy ạ." Thôi Mẫn lạnh run người và ấn mạnh chiếc áo rách vào bộ ngực trần. Hai mắt con ở nhìn thân thể nàng, rồi nhìn mớ tóc rối bời của nàng, rồi tới cái áo ngoài màu xám trên sàn nhà, rồi nhìn đến cái giường. "Thưa bà, mau lên, chạy về phòng tao và lấy cho ta một cái áo ngoài đi, nhanh nhanh." Con ở đi chừng nửa giờ. Thôi Mẫn bồn chồn cắn môi, thực là con ngu đần đi lấy cái áo mà lâu thế. Khi con ở trở lại, nàng trách mắng nó chậm chạp. "Dạ không phải lỗi con đâu ạ, thưa bà. Lão bà chặn con lại và hỏi con có tìm thấy bà không, con nói..." Thôi Mẫn giật chiếc áo,
nhưng nàng run quá không thể mặc áo được. Nàng hỏi, mày nói gì? Con nói, con đi khắp nơi tìm bà, tới nhà Tam Gia, tới cửa sau, tới ngoài ao. Khi con đi từ cửa sau vào, con đụng phải Lưu xã trưởng. Thôi Mẫn muốn đánh con nhỏ, nhưng cánh tay run rẩy của nàng mắc kẹt trong ống tay áo và không thể thò tay vào được. Đồ ngu xuẩn, ai bảo mày nhắc lại tất cả như thế, mày có điên không? Nửa bối rối, nửa sợ hãi, con ở nhìn xuống chân và nói, bà không cấm con nhắc lại như thế. Thế lão bà nói gì? Lão bà không nói gì một lúc lâu, rồi bảo con đi tìm lão ông và nhị nương tại nhà Tam Gia. Nhị nương không thể tìm người thay chân tại bàn mạt trược nên không trở về, nhưng lão ông đã về rồi, bây giờ hai người đang nói chuyện trong phòng. Bố mẹ chồng của Thôi Mẫn đã biết chuyện, với tính khí của hai người ấy chắc chắn sẽ không để nàng yên. Chuyện gì sẽ xảy ra với Thôi Mẫn, mời các bạn đón nghe tiếp phần sau nhé. Và không có cột giường, nàng rón rén lại gần cửa, tay nắm chặt sợi dây thừng. Nàng nhớ rằng có một cái đà ngang ở cầu thang. Chợt một bóng người thoáng qua cửa. Thôi Mẫn đứng dừng lại, ấn chặt sợi dây thừng vào ngực và bật kêu lên một tiếng. Con ở lên tiếng, con đây thưa bà. Bộ mặt bẹt, hình trái bí ngô của con ở thò hẳn vào phòng. Mắt nó nhìn chằm chặt vào phần thân thể còn để trần của Thôi Mẫn. Lão bà đang tìm kiếm bà đấy ạ. Thôi Mẫn lạnh run người và ấn mạnh chiếc áo rách vào bộ ngực trần. Hai mắt con ở nhìn thân thể nàng, rồi nhìn mớ tóc rối bời của nàng, rồi tới cái áo ngoài màu xám trên sàn nhà, rồi nhìn đến cái giường. Thưa bà, mau lên, chạy về phòng tao và lấy cho ta một cái áo ngoài đi, nhanh nhanh. Con ở đi chừng nửa giờ. Thôi Mẫn bồn chồn cắn môi, thực là con ngu đần, đi lấy cái áo mà lâu thế. Khi con ở trở lại, nàng trách mắng nó chậm chạp. Dạ không phải lỗi con đâu ạ, thưa bà. Lão bà chặn con lại và hỏi con, có tìm thấy bà không, con nói. Thôi Mẫn giật chiếc áo, nhưng nàng run quá không thể mặc áo được. Nàng hỏi, mày nói gì? Con nói, con đi khắp nơi tìm bà, tới nhà Tam Gia, tới cửa sau, tới ngoài ao. Khi con đi từ cửa sau vào, con đụng phải Lưu xã trưởng. Thôi Mẫn muốn đánh con nhỏ, nhưng cánh tay run rẩy của nàng mắc kẹt trong ống tay áo và không thể thò tay vào được. Đồ ngu xuẩn, ai bảo mày nhắc lại tất cả như thế, mày có điên không? Nửa bối rối, nửa sợ hãi, con ở nhìn xuống chân và nói, bà không cấm con nhắc lại như thế. Thế lão bà nói gì? Lão bà không nói gì một lúc lâu, rồi bảo con đi tìm lão ông và nhị nương tại nhà Tam Gia. Nhị nương không thể tìm người thay chân tại bàn mạt trược nên không trở về, nhưng lão ông đã về rồi, bây giờ hai người đang nói chuyện trong phòng. Bố mẹ chồng của Thôi Mẫn đã biết chuyện, với tính khí của hai người ấy chắc chắn sẽ không để nàng yên. Chuyện gì sẽ xảy ra với Thôi Mẫn, mời các bạn đón nghe tiếp phần sau nhé. Như thế, mày có điên không? Nửa bối rối, nửa sợ hãi, con ở nhìn xuống chân và nói, bà không cấm con nhắc lại như thế. Thế lão bà nói gì? Lão bà không nói gì một lúc lâu, rồi bảo con đi tìm lão ông và nhị nương tại nhà Tam Gia. Nhị nương không thể tìm người thay chân tại bàn mạt trược nên không trở về, nhưng lão ông đã về rồi, bây giờ hai người đang nói chuyện trong phòng. Bố mẹ chồng của Thôi Mẫn đã biết chuyện, với tính khí của hai người ấy chắc chắn sẽ không để nàng yên. Chuyện gì sẽ xảy ra với Thôi Mẫn, mời các bạn đón nghe tiếp phần sau nhé. Bố mẹ chồng của Thôi Mẫn đã biết chuyện, với tính khí của hai người ấy chắc chắn sẽ không để nàng yên. Chuyện gì sẽ xảy ra với Thôi Mẫn, mời các bạn đón nghe tiếp phần sau nhé.
Các bạn đón nghe tiếp phần sau nhé. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.